Sao vậy ạ? Sao tự nhiên hôm nay buồn vậy ạ? Đừng có giỡn với em nữa. Ủa, hôm nay em có chuyện gì ạ? Em có chuyện gia đình. Chuyện gia đình là chuyện gì? Sao tự nhiên nạt anh vậy? Ba Tùng muốn bỏ rơi tụi em. Nè, làm gì có chuyện đó. Ba Tùng thương tụi em lắm mà. Em nghĩ là ba Tùng thương chị Thi, còn tụi em sẽ phải vào viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão? Em nhầm không vậy? À đúng rồi, trại trẻ mồ côi. Sợ trại trẻ mồ côi? Nè, anh nói nè, ba Tùng rất là thương tụi em. Mà ở nhà có chuyện gì à? Ai bắt nạt em đúng không? Đúng. Ai bắt nạt tụi em? Chị Thi. Hóa ra là bà Thi à? Thế bà Thi bắt nạt tụi em như thế nào? Chị nghĩ chị lớn hơn em là chị có quyền, với lại chị là cháu của ba Tùng, nên là chị có bắt em làm tùm lum, giống như là lau nhà, quét nhà, dọn cơm, rửa chén. Còn chị ngồi ơi gì đó. Tụi em chỉ là những đứa con từ trên trời rơi xuống rồi mà. Thật quá đáng mà. Thôi anh nghĩ rồi, anh đã có cách giúp em. Anh có cách giúp em thì hả? Đúng vậy, mọi chuyện cứ để anh lo. Còn bây giờ em cười lên đi, vui lên. Anh tặng em này. Mà sao con này cũ quá vậy anh? Thì nó hơi cũ tí thôi nhưng mà lợi hại lắm á. Dạ, giờ đem đi cất. Ê, không được, cứ để đây cho anh. Em cứ để đây là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Anh ơi! Anh đi dưới đi. Anh ơi anh! Để anh đi dưới. Để anh lo. Đi. Sao chị kêu em không nghe vậy anh? Dạ. Sánh cho giờ nữa. Cứ để anh nha. Anh. Dạ. Em bị điếc hay sao vậy chị kêu em không nghe? Dạ. Ủa, ông làm gì bên đây vậy? Em kêu Quynh nào về hồi nãy giờ mà Quynh nào không chịu về. Thì tôi qua thăm bà. Làm gì thăm tôi? Có bệnh ngoại gì đâu thăm. Mắc mớ thì bạn bè qua thăm nhau cũng không được luôn. Anh, lấy nước cho khách đi em. Dạ. Sao bà không lấy cho tôi mà sai con bé làm gì? Tại tôi là chị nó. Ok. Nhanh lên đi anh. Dạ. Cảm ơn em. Tụi có nước không? Không có trái cây gì hết vậy? Lấy trái cây đi. Dạ. Sai con nhỏ dữ vậy. Bà vô lấy cho tôi. Kệ tôi. Tôi thích bà vô lấy cơ. Kệ ông, nó ông thích tôi đâu thích đâu. Rồi bây giờ con nhỏ nó mang ra này, bà có cần con nhỏ bóc giùm tôi luôn không? Ừ, nếu như mà ông thích. Ừ. Thôi khỏi đi. An quên nữa. Trên phòng của chị á bừa như là cái gì luôn á. Tí xíu nữa lên chạy cho em 10 phút. Không dọn sạch cái phòng của chị, rồi tối nay khỏi ngủ nha. Chị ơi, cho em nghỉ chút xíu đi, em mệt quá. Không có nghỉ gì hết trơn á. Tuổi trẻ mà còn yếu đuối như cái gì vậy? Không hiểu sao luôn á. Xong rồi, nhìn coi. Em chị thấy nguyên cái đống chén cho đó luôn á. Rửa là sao mà không còn một miếng nhớt nào cho chị nha chưa? Dạ. Xong rồi rửa chén xong rồi, đi lên phòng dọn phòng cho chị rồi đúng không? Xong rồi sẵn về chùa toilet luôn. Nhớ nghe chưa? Ui, con bé có chút xíu rồi bà đầy đoạn nó như vậy rồi. Trong cái nhà này tôi nắm bắt quyền hết á, tôi muốn làm gì tôi làm, biết chưa? Bà lấy cái quyền gì mà bà sai nó như thế? Tôi là chị nó. Nói nhiều à. Rồi con gấu này ở đâu ra đi? Nhìn kìa, thấy xấu xí chưa? Đem đi dùng phòng gác cho chị. Thôi, đi. Dạ thôi, không được. An à. Dạ. An. Dạ. Ủa, cái gì mà giải yếu xìu vậy? Dạ, dạ, dạ. Ủa, mấy con Vinh ơi, qua chơi nữa hả? Dạ. Qua chơi thôi hả, có làm gì nữa không? Dạ, hôm nay con qua đây để giải thoát cho An chú. Giải thoát cho An là sao? Thì nếu không có con hôm nay, có lẽ An sẽ kiệt sức và dẫn đến chết đó chú. Cái gì? Kiệt sức tới chết là sao con? Con bệnh hoạn gì hả? Dạ không. Chứ làm sao con nói làm sao cho chú hiểu, nãy giờ vòng vòng con không hiểu gì hết. Tại vì chú không ở nhà chú không biết đó thôi. An ở nhà ấy, bị bóc lột, ngược đãi. Cái gì? Ai bóc lột ngược đãi với An? Còn ai vào đây nữa chú? Chính là nhân vật này. Cái gì? Ông nói gì vậy? Có đâu chú, con nói hành hạ em đâu chú. Bà diễn được nữa hả Thi? Sao không diễn như hồi nãy đi? Diễn gì ông nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cho á. Nè, tôi nói cho bà biết nha. Mọi lời nói và hành động của bà ấy có thể qua mắt được chú Tùng, nhưng không thể nào qua mắt được con gấu ấy đâu. Tí xíu nữa rồi chén xong rồi á, nhớ lên dọn phòng hay chưa? Dọn cho sạch đó. Dọn xong rồi thì sẵn đi chùa toilet luôn, biết chưa? Thì sao? Tại vì tôi ghét nó.
biết chưa, tôi là người nắm rõ quyền trong cái nhà này, ông đừng có mà xíu chuyện nhà tôi nữa. Thì ra là cái camera giấu kín ở trong cái con gấu này. Ông quá đáng lắm luôn á. Đủ rồi đó Thi, tại sao cô lại hành hạ bé An như vậy? Tại vì con ghét nó. Mắc gì ghét người ta? Tại vì nó dám xúc phạm con. Nó nói là con có nít ruồi, xong rồi nó còn nói là con có dây chó, nó còn nói là con giống con cám nữa. Nhưng mà bé An là em của con. Nhưng mà nó dám xúc phạm con. Nó là em con, nhưng mà nó không được xúc phạm con. Lớn mà quá đáng. Nếu như mà chú còn binh nó nữa, con dọn đồ con về quê với chú coi nè. Con muốn đi đâu đó con đi. Chị Thi, cho em xin lỗi đi. Em không có biết là lời nói của em vô tình xúc phạm đến bản thân của chị. Cho em xin lỗi đi. Chị đừng có về quê nha. Em hứa em không có xúc phạm chị nữa đâu. Em xin lỗi chị. Đó, vậy phải được không? Chú Tung, chú thấy con gấu con lợi hại không? Ồ, quá lợi hại ha. Ê, mà nãy bé Thi luyện mạnh vậy không biết còn xài được không? Nó hư rồi chú.